Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Trấn Thành đột ngột ủy quyền cho Thủy Tiên và loạt sau việc số tiền quyên góp cứu trợ miền Trung. Sau 2 ngày kêu gọi, hiện Trấn Thành thông báo đã nhận được 5,7 tỷ đồng tiền quyên góp cứu trợ cho đồng bào miền Trung lũ lụt từ các nhà hảo tâm. Tuy nhiên Trấn Thành cho biết mình đang bận quay phim cho dịp Tết Nguyên Đán, nên kế hoạch đến miền Trung sẽ không thực hiện được. Vì lý do này, Trấn Thành thông báo đã chọn mặt gửi vàng, gửi số tiền khán giả đóng góp cho Đại Nghĩa, Thủy Tiên và mẹ ruột của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, cô Ngọc Hương để đem đến tận tay cho người dân miền Trung. Sở dĩ em chọn ba người này là vì họ là những người tình nguyện xuống tận nơi trao tận tay bà con. Anh Nghĩa với Thủy Tiên quý vị biết rồi, hai người này đang là quán quân với Á quân mùa lũ năm nay. Còn riêng cô Ngọc Hương sở dĩ Trấn Thành chọn để gửi tiền cho cô là vì quê cô ở miền Trung. Cô là người chuyên đi làm thiện nguyện và có trong tay rất nhiều, thậm chí là chi tiết những hộ nghèo dưới đó, cho nên rất là tin tưởng. Trấn Thành viết ngay sau khi đăng tải, khán giả đã bày tỏ sự thông cảm và ủng hộ cho quyết định của anh. Như quý vị đã biết, Trấn Thành đang quay bố già, bản điện ảnh cho dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Vì vậy cho nên em không thể ra miền Trung trong đợt này được. Và em đã chọn mặt gửi vàng để những gì quý vị đóng góp đến trực tiếp tận tay người dân. Và ai là người làm thiện nguyện chuyên nghiệp nhất trong mùa lũ năm nay? Không ai khác là ba ứng cử viên xuất sắc, Đại Nghĩa, Thủy Tiên và một nhân vật sừng sỏ, mẹ ruột của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, cô Ngọc Hương. Sở dĩ em chọn ba người này vì họ là những người tình nguyện xuống tận nơi, trao tận tay bà con. Anh Nghĩa với Thủy Tiên thì quý vị biết rồi, còn riêng cô Ngọc Hương sở dĩ Trấn Thành chọn tiền gửi cho cô vì quê cô ở miền Trung, cô cũng là người chuyên đi làm thiện nguyện. Em xin chia số tiền như sau, 3 tỷ và gửi cho anh Đại Nghĩa. Sau khi rút 3 tỷ thì tính đến thời điểm này, tài khoản em được quý vị đóng góp đang có 2 tỷ 7. Em trích 1 tỷ gửi cô Ngọc Hương để đem thẳng xuống miền Trung. Phần còn lại từ hôm nay đến ngày mai em sẽ gửi cho Thủy Tiên. Thủy Tiên đang chuẩn bị ra miền Trung đợt 2 nên em gửi cho em ấy. Như vậy quý vị yên tâm rồi nha. Tụi em làm từ thiện bằng cả tấm lòng, tuyệt đối không ăn không cắn một đồng nào trong này. Ai ăn mớ tiền này sống lâu đâu có thọ. Và tụi em hoàn toàn đủ khả năng để kiếm ra số tiền như thế này, nên đừng ai nói ra nói vào tội nghiệp tụi em. Ai tin tưởng thì gửi gắm, chứ không dụ dỗ hay là ép buộc ai cả. Những lời bàn tán thị phi trong lúc này em nghĩ không nên. Thay vì mở miệng ra nói một điều gì xấu, ta hãy xắn tay áo lên làm một điều gì tốt. Em nghĩ quý vị đã tin yêu em và các anh chị em nghệ sĩ, và hãy tiếp tục vì miền Trung thân thương. Dưới phần bình luận, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi hé lộ lý do không thể đi cứu trợ miền Trung. Mình mà không vướng chuyện cá nhân thì bọn mình phải đến tận nơi rồi. Nhưng không sao, mai mẹ mình về đó. Trấn Thành luôn luôn có tấm lòng vàng và sức mạnh kêu gọi. Khán giả đều thông cảm vì biết rằng nữ ca sĩ sắp sinh con nên không thể di chuyển đến vùng lũ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.